Hồi ức chiến trường ca, những năm tháng không thể nào quên. Chiến dịch Ca Tum, tác giả Funi 56, tập 3. Sáng hôm sau, đơn vị chúng tôi được rời khu rừng cao su và hành quân đến một cái phum nằm về phía tây Sanoun. Sau khi ổn định đội hình thì việc đầu tiên của tụi tôi là tìm cách ăn. Thức ăn thì không thiếu, heo gà, thậm chí trâu bò chạy đầy làng. Dưới một đám ruộng gần bờ suối là cả một đám hoa màu gồm cải xanh, cải trắng, hành lá, rau thơm đủ loại. Thế nhưng cái quan trọng nhất là gạo thì cả trung đội gom lại chẳng thằng nào còn giữ được cái ruột tượng gạo nào cả. Tôi hôm qua lúc chạy pháo, phần vì gấp gáp, lười muốn cho nhẹ, phần vì dân trinh sát thì luôn được một ưu tiên. Để bù lại cho những hiểm nguy của lính tiên phong là không phải mang ba lô quân trang và gạo chỉ cần mang đủ trong thời gian hoạt động độc lập. Còn khi sát nhập vào đội hình với bộ binh thì quân trang sẽ có xe cơ giới mang đến dùm, do hậu cần tiểu đoàn lo, và gạo thì cứ đến hậu cần mà lãnh về. Nên thế nhưng do đánh nhanh quá, sáng hôm đó đoàn xe của lực lượng hậu cần ở Mi Mốt vẫn chưa lên kịp. Thế là có thịt gà kho hành lá, lấy nồi lớn, thịt gà chặt thành từng cục, kho chín, hành lá nhổ nguyên cụm, tước rửa sạch, rồi tọng cá vào nồi thịt gà kho. Tiêu xanh hái trên giản xuống, đập dập bỏ vào, thơm nức mũi. Mà các bạn phải biết rằng, thì là cái giống gà ca, nó giống như con gà rừng. Bạn nào chưa biết gà rừng thì cứ tưởng tượng đến con gà tre, nhưng to hơn một chút. Thịt cứng hơn gà ta, nhưng chắc và rất ngọt, ngọt ác chiến. Có rau, lấy mấy tàu lá chuối, rửa sạch, trải trên mặt đất làm mâm đĩa, các loại rau cải chất đống lên. Ngoài ra còn có một mớ lá xoài non nữa, tươi trông hấp dẫn, đẳng cấp đến độ là nếu mà cái mâm rau bánh canh giò heo nằm dung ở Trảng Bàng mà có dịp hân hạnh diện kiến thì cũng phải gọi cái miên rau đại yến của tụi tôi ngày đó bằng ông cố tổ đại gia gia. Mà không có cơm, không có cơm thì còn trời đất gì nữa với đoàn Đại Việt Quốc tế nghĩa vụ quân này nữa. Nổi khùng, tôi đã làm một chuyện mà, thú thật các bạn, bây giờ sau khi đã Nam Bắc Đông Tây, đã cả đời làm bao nhiêu chuyện, bằng khen, huy chương nội ngoại cũng đủ cả. Và khi mái đầu đã phai bạc ở tuổi chi thiên mệnh, thì tự trong lòng mình, tôi vẫn luôn đắc chí mà chân thành tự nhận xét rằng, đó là cái thành tích đáng kể nhất của đời mình. So với chuyện này, tất cả các thành tích khác chỉ là chiếc giày rách mà thôi. Mất khôn vì đói, vì có thức ăn mà chẳng có cơm, vì có tửu mà không có sắc. Như trong một vở chèo hài, tôi đã đá một phát vào cái ống đựng đạn pháo 155 ly. Đây là một cái ống bằng thép rỗng để chứa viên đạn pháo 155 ly của US Army, đường kính chừng 200 ly, dài 0.8 mét, mà người chủ nhà đã dùng chừng một chục cái đóng xuống đất xung quanh cái nhà sàn, vừa để ngăn trâu bò, vừa có thể dùng làm cái ghế ngồi chơi trước nhà. Chân đá vào thép thì dĩ nhiên là chân đau, càng khùng hơn. Nhưng rút kinh nghiệm, tôi phăng tiếp một chưởng nữa vào cái ống thép mất dạy cứng đầu, nhưng lần này là bằng cái báng súng AK. Hai thứ cứng chạm nhau mà sao tiếng kêu nghe trầm đục, không thanh thoát hoặc chói tai như khi lão trực ban gõ kèn báo thức chút nào. Máu xe lốc cốc nổi dậy, tôi lấy chân đạp. Lần này thì đạp chứ không đá, cho cái ống vỏ đạn bật ngang thì trời đất ơi, trong đó tuôn ra một dòng gạo trắng tinh. Tiếp tục các ống khác cũng thế. À thì ra đây là chiêu tiêu thổ kháng chiến bên ca. Thế là có cơm, có thịt, có rau, trên đời hỏi có ông nào hơn ta. Như đã kể lại hoàn cảnh ở trên, bữa đó tôi đã có một bữa ăn ngon nhất trong đời. Về sau và ngàn năm sau nữa, có sực thì cũng không bao giờ bằng hôm nay. Sau bữa cơm nhớ đời thì đến cái màn mà bất cứ chiến binh nào cũng ngán và ghét nhất, nhưng nhất định bắt buộc phải làm, đó là đào hầm. Đất vùng này là đất sỏi đỏ, vốn đã cứng, mà chỗ tổ tụi tôi được bố trí lại là một cái gò gần một bụi tre thì lại càng khô khốc và cứng ngắc ngoải luôn. Cố gắng lắm thì cũng đào được đến ngang bụng, thì tụi tôi và thằng Phú, hai thằng chung một hầm, cũng quyết định tạm ngưng
mặc cho ông trung đội trưởng căn nhằn hậm hực. Mặt trời tháng chạp xuống nhanh, rồi màn đêm buông xuống, một bóng đen mịt mùng kín mít. Đêm trên đất ca là những đêm không một đốm lửa, không một tiếng động của con người, không thuốc lá. Nhờ thế mà tôi đã bỏ được thuốc lá. Không dầu gió, dầu xanh gì cả. Hơi thở phải thật nhẹ, trao đổi bằng thủ hiệu, ra dấu bằng tay. Kẻ nào để bên kia phát hiện mình trước thì có khả năng sẽ được ghi ơn, tưởng niệm trong ngày 27 tháng 7 hàng năm ngay. Thằng Phú từng được tôi nhường cho cái tiện nghi là được gác trước, vì nó có tật là sau khi ngủ thì thường có tật thần hồn nát thần tính. Lúc ở Cà Tum, vì cái tật này mà vào một phiên gác nửa đêm, nhìn thấy bụi cây bị gió lay mà nó cứ tưởng thằng lính ca bỏ vào và nhanh nhẩu đoạn phang cho tên ca bụi cây một quả lựu đạn Liên Xô. Đã vậy nó còn quá tay nên trái lựu đạn rơi nổ gần ngay cái hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn. Lúc đó mấy ảnh đang họp mới chết chứ, mọi người không sao nhưng cũng một phen hú vía. Và từ đó thằng Phú có biệt danh là Phú Tập Kích. Trở lại Stonoul, đến chừng nửa đêm, thằng Phú bỗng lay tôi dậy và nói thầm vào tai tôi: "Phương, mày có nghe gì không?" Định thần thì quả thật tôi có nghe những tiếng lốc cốc lộc cộc khá rõ phía ngoài tuyến bên cánh phải của hầm tụi tôi. "Chắc tụi ca bò vô, tao đột nhé." Thằng Phú tiếp tục thì thầm: "Khoan." Rút kinh nghiệm lần bị chửi kỳ trước, và lại phía đó là hướng hầm của tiểu đội 1 đang án ngữ. Nếu tụi tôi khai hỏa về phía tiếng động thì hỏa lực sẽ cháy sườn của đội hình A1. Nên tôi cản thằng Phú: "Tiếng động càng dồn dập và rõ hơn, hai thằng chưa biết quyết định thế nào thì..." Bỗng có ánh chớp nhoáng sáng rực rồi ầm đùng. Tiếng các loại súng cá nhân và hỏa lực B40, B41, M79 lựu đạn vang lên loạn cả một góc đội hình. Bên A1 khai hỏa rồi. Theo như kế hoạch tác chiến phòng ngự thì khi đó chúng tôi có nhiệm vụ phải canh giữ mặt của mình, tránh cho A1 và ban chỉ huy trung đội bị hở sườn. Tiếng súng nổ sau một hồi rộ lên thì im bặt một chút, rồi lại vẫn cái tiếng lốc cốc lộc cộc lạ lùng ban nãy vang lên từng chập. Lạ lùng vì ở những trận trước, khi chạm trán ban đêm để cướp tinh thần bên mình, lính ca thường hay la hù hụ chứ không có gõ mõ như lần này. Thế là bên A1 lại khai hỏa tiếp từng chập, và tụi tôi lại căng mắt chờ đến phiên mình. Bây giờ thì một nỗi niềm hối hận chân thành nhất thế giới đang ngự trị trong lòng tôi và thằng Phú cho cái tội làm biếng đào hầm lúc ban ngày. Tôi có cố co người cách mấy thì cũng còn nguyên cái thủ cấp trồi trên mặt đất. Còn thằng Phú càng thê thảm hơn, vì nó vốn cao giò, cao 1m78, nên có cố cách mấy thì nó cũng còn nguyên cái bán thân bất toại của nó, tình hình sẵn sàng ăn đạn nếu lính ca buồn tình mà đổi hướng sang với tụi tôi. Thế nhưng không hiểu sao cái tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại tới sáng, và tất nhiên tụi tôi cũng còn phúc an khang. Một trận chiến kỳ cục phải không các bạn? Chiến tranh Việt Khmer Đỏ là một cuộc chiến tranh nhà nghèo. Ban đêm không có trái pháo sáng, càng không có trang bị hồng ngoại hay bộ đàm cá nhân như trong phim Rambo, nên mọi sự tỏ tường phải chờ đến khi bác mặt trời trở lại. Và các bác biết cớ sự như thế nào không? Cả đêm qua A1 và cả tiểu đoàn chúng tôi mất ngủ là để chiến đấu với một con trâu. Số là trâu bên ca cũng giống như trâu ở các vùng dân tộc ở ta. Họ không cần phải chăn dắt gì mà chỉ cần cột vào cổ con trâu đầu đàn một cái mõ, thường cũng bằng sừng trâu, và cứ để chúng tự lang thang vào rừng kiếm ăn. Các con trâu trong đoàn cứ theo tiếng mõ con đầu đàn mà tụ bầy, không bị lạc. Khi cần tìm thì chủ trâu cũng chỉ cần lần theo tiếng mõ, đến chiều thì chúng tự tìm về. Chú trâu đầu đàn của Phum là một thủ lĩnh trình độ. Chiều khi quay đầu về Phum, chắc thấy chúng tôi lạ nên nó không vào. Đến tối vì cũng còn hơi bị ngu như bò nên nó quên béng tụi tôi và lững thững tìm về các trọ. Phúc cho anh chàng chiến binh hậu duệ của Tôn Tử, trong trận ngưu đao dùng trâu cột vào hai sừng, đốt bùi nhùi đuốc cột ở đuôi, rồi đưa xua vào đội hình quân địch. Và cũng là vợ hai bốn vó của Tôn Tẫn, là lúc vô tình xông trận, ngưu anh hùng lại lùi vào phía bên kia bụi tre, có cái gò mối rất to trước đội hình A1. Cho nên khổ thân cho tụi tôi, vì mặc cho lính ta chơi đủ loại hỏa lực sáng đêm, nhưng nhờ có bụi tre gò mối đỡ đạn
nên Ngưu Ma Vương bên đó vẫn an toàn mà cầm canh gõ mõ. Chuyện này có thật 100% đó, các bác phải công nhận, tin tưởng thì tôi mới cười tiếp nhé. Đã 3 ngày ở ngoài vi Sở Nô Un vẫn là thăm dò trinh sát, tập kích pháo cối lẻ tẻ. Ở vai trò một chiến sĩ, tôi chỉ có thể mường tượng về tình thế của toàn trận chiến. Giờ đây, khi đưa ra những nhận định có tính toán toàn cục, thì thực tình đó cũng chỉ là những võ đoán. Nhưng thôi thì tình nghĩ sao nói vậy, đúng sai các bạn sẽ góp lời cho mọi việc tường minh thêm. Bên ta, sau khi tiến nhanh và có những thành quả chiến dịch như đẩy quân Khmer Đỏ về sâu trong đất của họ, xác định khả năng tác chiến và những đặc điểm của đối phương, chiếm lĩnh được các cứ điểm chiến thuật Mì Mót, Tà Nót, Sở Nô Un, Lăng Cả Bơ, và giờ đây đang bố trí lại đội hình cho một mục tiêu xa hơn, Sa Lung, Cờ Gia Chê. Theo thông tin nghe lóm của mấy anh cán bộ tham mưu thì hình như đây là một thị xã quan trọng nằm cạnh bờ sông Mekong, vùng đông bắc Campuchia, tiếp giáp vùng Chúp, một vùng đồn điền cao su mênh mông của Campuchia, nơi đang có sự tập trung của những lực lượng Khmer yêu nước kháng chiến, hoạt động chống lại sự thống trị của Anka Khmer Đỏ. Nếu đúng như thế thì tình thế của nhân dân Campuchia sẽ có một thay đổi quan trọng. Khi mà lực lượng này liên lạc và nhận được sự tương trợ của Việt Nam, tất nhiên chuyện này chỉ có thể xảy ra khi quân Việt Nam tiến được đến Sa Lung, Cờ Gia Chê. Còn phía Khmer Đỏ, sau khi có những bước rút lui chiến thuật, thì giờ đây khi quân Việt Nam đã vào đủ sâu trong đất của họ, tiếp tế, yểm trợ hậu cần càng lúc càng khó khăn hơn, lực lượng đã có những tiêu hao mệt mỏi nhất định, thì có lẽ đã đến lúc họ muốn tung đòn cho một trận tư hùng quyết định. Chuyện xảy ra là vào lúc chừng 5 giờ sáng, ở ban chỉ huy tiền phương EXX, một trung đoàn bạn trong đội hình chiến dịch lúc đó đóng ở mạn Bắc Sở Nô Un. Mặc dù đã bố trí các tiểu đoàn bộ binh ở ba mặt trước, hai bên quốc lộ 7, còn ban chỉ huy và đại đội hỏa lực cối 82 ly, trọng liên 12 ly 8 và một khẩu đội pháo 155 ly của sư đoàn đóng kết hợp ở một cánh rừng cao su ở phía sau. Nhưng một đơn vị của K đã luồn qua các đơn vị của ta và bất ngờ tập kích vào ban chỉ huy EXX. Khi địch tiến công, do không có lực lượng tác chiến đủ sức đương cự nên các xạ thủ trọng liên 12 ly 8 chỉ có thể nổ súng cầm chân địch trong vài phút, thời gian đủ để ban chỉ huy rút lui. Tôi có thằng bạn nối quần tà lỏn kế bên nhà. Nó nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 1976 và là xạ thủ đại liên trong trận này. Lúc đó sau khi quất hết thùng đạn thì nó nhanh trí phi ngược về một khoảng trống hướng quân ca và cuối cùng đến được nơi đóng quân của các tiểu đoàn bộ binh phía tiền tuyến và an toàn. Thế nhưng đại đội hỏa lực của nó sau khi tập kết về phía sau thấy mất nó, một thằng bạn bị thương được đưa về tuyến sau điều trị. Sau đó đã nhanh nhầu đoảng về nhà báo tử với gia đình, báo hại cô người yêu của nó đến nhà khóc hết nước mắt và 3 tháng sau đi lấy chồng. Rồi thì trận địa bị quân ca tràn ngập và chiếm lĩnh, có 3 cô thanh niên xung phong do núp dưới hầm và chậm chân nên không thoát kịp và đã bị bọn ca bắt sống. Nhận được tin dữ, nhất là khi biết còn kẹt 3 cô thanh niên xung phong và cả khẩu đội pháo 155 ly bị chiếm, ban chỉ huy trung đoàn gia định đã có một quyết định táo bạo và ơn trời. Diễn biến thực tế đã cho thấy đó là một quyết định tài hoa của chú 2D, trung đoàn trưởng. Số là khi đón tiếp ban chỉ huy EXX thoát về, nhận định lúc đó chỉ có D1, tiểu đoàn 1 quyết thắng, tiểu đoàn anh hùng, lực lượng vũ trang đầu tiên của lực lượng vũ trang Sài Gòn gia định là đóng quân gần nơi mà quân ta và các mỹ nhân đang thọ khốn nhất. Chú 2D đã điều một đại đội của D1 và cho hành quân bằng 3 quân xe GMC và chơi đẹp cho luôn chiếc Jeep lùn. Thường khi là vợ hai của chú ấy có trang bị khẩu M60 và một xạ thủ làm hỏa lực tiên phong. Chắc quân ca chưa bao giờ gặp và tưởng tượng rằng quân Việt Nam lại có cái kiểu choảng nhau như thế. Nên khi các giặc lái ta cho xe phóng hết ga vào áp sát trận địa chừng 50m và khẩu M60 bắt đầu quét đạn ào ào trên đọt cao su và bộ binh ta nhau từ trên 3 chiếc diềm xì xuống hồ xung phong, thì lính ca mới biết chuyện gì đang xảy ra. Và chỉ còn nước lùi thật nhanh vào rừng giống như lúc đến. Chắc các bạn đang nóng lòng muốn biết
số phận của các mỹ nhân chứ gì. Có nghe, các nàng còn nguyên bị cột trên các nòng pháo 155 ly và đàng xỉu. Các bạn biết không, dù được giải thoát an toàn và đưa về tuyến sau, thế nhưng nghe mấy đứa bạn bên quân y kể lại sau này là phải 3 ngày sau các nàng mới bớt hoảng loạn và ăn uống lại được. Tôi thật không dám tưởng tượng là nếu D1 đến chậm và trong lực lượng K có tên nào nhanh tay biết bắn pháo 155 ly thì cái sự thể ngọc nát vàng tan nó sẽ như thế nào đây. Và đến đây chắc các bạn cũng đã thông cảm cái duyên cớ mà anh chàng xạ thủ M60 chỉ sổ đạn trên đọt cao su. Thì ra anh chàng chỉ muốn hù cho lính ca hoảng hồn chứ không dám phang vào đội hình địch vì sợ phạm tội. Vũ phu vì lúc đó các mỹ nhân thanh niên xung phong và ba khẩu 155 ly đang ở giữa đội hình địch. Sau trận nắn gân, tập hậu và giải vây thần tốc ấy thì rạng sáng ngày hôm sau, cuộc chiến thực sự quyết định giữa quân Việt Nam và K đã nổ ra. Chiến trường chính là một dãy đất dọc quốc lộ 7 về phía bắc Sanoun, con đường dẫn đến thủ phủ Salung Krache có địa danh là Cát Đai. Đó là một cái phum cách Sanoun chừng 4 km và những căn nhà sàn nằm xen lẫn trong những tàn cây chạy dài hai bên quốc lộ 7. Phía sau dãy nhà là những cánh đồng nhỏ, khô cằn rồi tiếp giáp là rừng. Những ngày đầu, vùng này là hướng tiến công của EXX và D Gò Dầu. Thế nhưng sau 5 ngày so găng và nhất là sau trận tập kích hôm trước thì rõ ràng là lực lượng Việt Nam không đủ để có một trận chiến cân sức. Như thế, trung đoàn gia định từ mạn Tây Nam của Sanoun đã được điều lên tăng cường cho hướng này. Ngày đầu tiên chuyển sang mũi này thì tổ tụi tôi vẫn đóng trong đội hình với ban chỉ huy tiểu đoàn. Thế nhưng ngày hôm sau thì mọi việc diễn biến càng lúc càng ác liệt. Hai đại đội 2 và đại đội 3 thế chỗ cho Dê Gò Dầu đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội của một trung đoàn quân Khmer Đỏ. Anh Ba T, tiểu đoàn phó kiêm tham mưu trưởng, tiểu đoàn được điều lên đốc chiến cũng phải ở lại, không thể về lại ban chỉ huy do đường 7 cũng bị bên ca cắt đứt. Trận chiến không cần sức đã diễn ra suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Bên mình dù quân số ít hơn, nhưng nhờ có hầm và mệnh lệnh kỷ luật chiến trường nên vẫn còn trụ vững, mặc dù cũng đã có một số thương vong. Đến chừng 7 giờ tối thì tổ tụi tôi nhận được lệnh đi cùng một tiểu đội súng cối với sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn đi lên trận địa. Nhiệm vụ là nắm tình hình, hộ tống anh Ba T về họp bàn chiến thuật với ban chỉ huy tiểu đoàn và tổ trinh sát tụi tôi mang nước, lương khô tiếp tế cho hai đại đội trên và tiểu đội cối tải tương binh về tuyến sau. Triết thuyết của các tôn giáo thường dạy rằng ai mà trong cuộc đời có nhiều tội lỗi thì khi chết sẽ bị xuống hỏa ngục. Con đường đi xuống hỏa ngục đó nếu có thì chắc chắn là sẽ giống như con đường mà đêm nay chúng tôi đang đi. Trời cuối năm, từng cơn gió se lạnh và khô thổi vuốt qua cánh đồng và những tàn lá hai bên đường làm bùng đỏ lên những đám lửa của những căn nhà đang cháy rực. Mái vách đã ra tro, nhưng những cây cột do được chôn sâu xuống đất và thường được làm bằng gỗ cứng nên vẫn đứng sừng sững và trong đêm đen vẫn rực lên ánh lửa đỏ than hồng. Ánh lửa, tiếng gió rít, mùi hăng nồng của khói tro, của thuốc súng, tất cả đã tạo cho thần kinh chúng tôi, những chiến binh đã qua thử lửa, một cảm giác vừa căng cứng, vừa như mất thăng bằng và sự tự chủ. Từng bước chân như đi trong hư vô, mặc dù tụi tôi vẫn phải hết sức tập trung vì biết rằng quân ca đang lẩn khuất đâu đó hai bên đường. Đây là đất của họ, họ rất thông thuộc đường đất và sẽ dễ dàng làm thịt tụi tôi nếu họ đủ gan và biết chọn đúng chỗ phục kích. Trên mặt đường vương vãi ngổn ngang những vỏ đạn SKZ-75, nó là đại bác không giật của US Army, và DK-82, đại bác không giật của Liên Xô. Mấy ông bạn bên tiểu đội cối vốn chỉ quen đi sau vác nặng, nay phải liều mình đi vào đất địch như một khinh binh, nên cứ thỉnh thoảng lại đá vào mấy cái vỏ đạn và lại một phen làm cả đám hết hồn vì lo bên ca phát hiện ra tụi tôi đang len lỏi qua đội hình của họ. Có những chỗ tụi tôi đi gần đến mức nghe rõ cả tiếng đào hầm của lính ca. Tuy nhiên mấy ông anh bên trinh sát trung đoàn đã trấn an tụi tôi rằng đừng có lo, cứ đi thật êm, trời tối tụi ca cũng không dám mò đi lung tung đâu,
vì nó cũng sợ mình phục kích. Cứ thế, dù con đường hỏa ngục tưởng chừng như vô tận, rồi cũng được vượt qua. Bây giờ nhớ lại, tôi mới tận ngộ rằng vì sao trong mùa hè đỏ lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam đã xuất hiện những cái tên ấn tượng như Đại lộ Kinh Hoàng, Quốc lộ 13 Bình Long, Đại lộ Hoàng Hôn, Dãy phố Buồn Hưu, Quảng Trị. Khi đến nơi, cảm nhận được nỗi vui mừng của những đồng đội khi được tiếp tế nước và lương khô qua những cái nắm chặt tay thật lòng, thì bao nhiêu mệt nhọc và căng thẳng của đoạn đường máu lửa như đã được gột rửa gần hết. Chuyến về cũng gian nan tương tự, nhưng mấy ông bạn lính cối không còn than vãn nặng nề gì nữa. Bước chân hình như đều hơn, nhanh hơn vì chữ nặng trên vai họ và vời vợi thời gian mà họ đang vượt qua sẽ là sinh mạng của những đồng đội thương binh. Chúng tôi đã đi không nghỉ và cảm thấy sau thật mau, cả bọn đã về đến ban chỉ huy tiểu đoàn. Sau buổi họp của ban chỉ huy tiểu đoàn về kế hoạch ngày mai thì tổ tụi tôi đã nhận được một nhiệm vụ mà sau này tụi tôi cứ nói đùa với nhau là như hồi quá ngũ quan trảm lục tướng của ông quan Vân Trường, nhiệm vụ là hộ tống ban chỉ huy tiểu đoàn sông trận, tức là thay vì ở tuyến sau cùng với đại đội 1 C1 theo kế hoạch cũ thì ban chỉ huy tiểu đoàn sẽ cùng tổ chúng tôi đêm nay bí mật đi lên tuyến trên với C2 và C3 để sẵn sàng cho trận quyết chiến ngày mai. Nghĩa là tụi tôi lại một lần nữa phải trở lại con đường hỏa ngục, nhưng với một trách nhiệm nặng nề hơn là phải bảo vệ an toàn cho ban chỉ huy tiểu đoàn trên suốt con đường xuyên qua đất địch. Thế là lại mò mẫm, nhưng cũng đỡ khổ hơn lần trước là vì các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến trước năm 1975. Lên kỹ năng băng lau lách xuyên đêm của mấy anh quá ngon lành, thành ra mọi việc lại êm re hơn chuyến đi lần trước. Đêm đó, sau khi đến nơi, tổ tụi tôi đã được giao một nhiệm vụ thực sự lạnh lưng. Ở chiến tuyến của C3, tổ chốt ở vị trí gần quân ca nhất đã bị thương toàn bộ. Hầm chốt chiến đấu vẫn còn, nhưng người thì không. Lúc đến nơi, ông trung đội trưởng trung đội 1 của C3B1 mới dẫn tụi tôi ra. Lúc ấy là chừng 21 giờ đêm, trời tối như mực tàu, và nói: bên kia bụi chuối cách chuồng trâu 10 mét là cái hầm dành cho mấy ông. Hồi chiều khi rút thương binh thì nó còn trống, bây giờ thì không biết tụi ca có chiếm nó hay chưa. Mấy ông cứ bò ra đó, phang mấy quả lựu đạn rồi chiếm lấy hầm mà thủ cho tới sáng nhé. Từ trên trời rơi xuống mà còn đánh mò theo kiểu bịt mắt bắt dê này, thiệt là hết biết. Thế nhưng trong hoàn cảnh mà sinh mạng của cả đơn vị, từ cán bộ đến từng chiến sĩ đều ngàn cân treo sợi tóc này, thì không có đất cho sự phân vân so bì tồn tại. Thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân. Thế nhưng sự thể thì cũng không đến nỗi. Bên ca có lẽ cũng ngán càng sau một ngày máu lửa, nên khi tụi tôi bỏ đến thì cái hầm chốt vẫn im ắng, chẳng có ma nào sống mà trụ trì cả. Tụi tôi tiếp quản chốt im re. Thế nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là hầm quá bé, thằng Phú không thể nào an trí cái thân theo chuẩn người mẫu nam của nó vào hầm, nên tụi tôi đành ưu tiên cho nó về tuyến sau. Ban chỉ huy C3, còn tôi và thằng Cắt cố thu mình chịu trận tại chốt. Sau một hồi, mắt dần quen với bóng đêm, bóng tối không còn tạo cảm giác hoàn toàn phủ vây như lúc đầu. Thế nhưng đêm vẫn là đêm, nín thở. Các bạn biết đấy, thở là bản năng của con người. Thế nhưng trong hoàn cảnh đêm nay, tôi phải nhớ, phải điều khiển và ráng lắm mới giữ cho hệ hô hấp của mình làm tròn nhiệm vụ của nó. Trước mặt, cách tụi tôi chừng hơn 10 mét là một đám cây rậm, phía bên kia một chút là một cánh đồng hẹp, rồi tiếp giáp là rừng. Cảnh vật này thực ra là sáng hôm sau tôi mới thấy. Còn lúc bấy giờ, tất cả chỉ là một bức màn đen bí hiểm. Chỉ có những tiếng động, những tiếng côn trùng ngắt quãng, rồi đôi lúc bất chợt lại là một chú lợn thả rong lại chạy ùn ỉn qua. Để ngón tay của tôi lại ngọ nguậy trên cò súng, bắn chậm. Khi lính ca bỏ tới thì chết, nhưng bắn nhầm vào heo gà hay một bóng cây động gió do thần hồn nát thần tính để lộ vị trí trong đêm thì địch sẽ ném lựu đạn, cũng có thể chết. Trong những tiếng động đêm thâu đó, thỉnh thoảng lại có những tiếng lục cục,
những tiếng ho vọng về từ phía bên kia hàng cây trước mặt. Những âm thanh thực ra cũng bình thường trong những đêm hòa bình mất ngủ sau này, nhưng khi ở tuyến đầu thì chúng có hiệu quả khủng bố, không thua gì một đoạn phim ngắn chiếu cảnh hành quyết con tin của AQ trên đài AL gửi đến các công dân phương Tây bây giờ trong cuộc chiến vùng vịnh. Chúng tôi, bộ đội Việt Nam và họ, lính Cà Đỏ, phải thức suốt đêm nay trong một đêm toàn bóng tối, có hô hấp trong cảm xạ nghẹt thở, có lúc mong cho đêm mau qua, có lúc mong cho thời gian trùng lại, một mong muốn bản năng vì chẳng biết trong cuộc trải thân với tử sinh ngày mai rồi ra sẽ như thế nào. Nhưng rồi cái cơn buồn ngủ của những cơ thể choi choáng tuổi đôi mươi sau một ngày trời bươn trải cuối cùng cũng thắng cái sợ chết. Tôi và thằng Cắt cuối cùng quyết định chỉ một thằng thức để canh, thằng còn lại ngủ, một chập ngủ cho bây giờ và cho ngày mai. Khi nào mắt của thằng thức không trống lên nổi thì lay thằng kia dậy đổi canh. Mũi cắn, ngứa ngáy, khát nước, tê tay chân, không còn tác dụng gì cả, chỉ tỉnh giấc và ngủ vùi cho hết một đêm. Thực tình cho đến giờ tôi vẫn không biết đêm ấy thực ra là dài thiên thu hay chỉ là phù du khoảnh khắc. Dù sao thì đêm cũng qua, khoảng vừa mờ sáng, chưa kịp hít lấy bầu không khí thơm mùi cỏ sương mai dịu thơm thì những loạt chớp lửa hầu từ mọi phía xẹt về phía tụi tôi, và ngay sau đó là những tiếng nổ chát chúa, và rồi mùi khét lẹt của thuốc súng cũng ập tới bao trùm cả không gian. Trời đất, thì ra suốt đêm qua tụi tôi và bọn ca chỉ ở cách nhau chừng 20 mét, đội hình của chúng ở ngay phía sau hàng cây trước mặt chúng tôi. Con hầm của tôi và thằng Cắt ngồi thì chống lốc, chỉ an ủi một chút là bên trái hầm có bụi chuối te tua tơi tả. Vừa kịp định thần thì phía cánh trái của tụi tôi, mấy ông bạn bên C3 thổ địa cũng bắt đầu đáp lễ điểm tâm bằng những loạt AK cắt chéo, và rồi nhịp nhàng từng chập B40, M79 chóc nã về phía bọn ca đang ăn hiếp tụi tôi. Tôi và thằng Cắt vừa thấy băng đạn thứ nhất, chưa kịp phang tiếp thì đã nghe phía sau một ông A trưởng, tiểu đội trưởng của C3 vừa chạy khom tới và gọi tụi tôi: "Rút, rút mấy ông trinh sát ơi." Do hôm qua đã được quán triệt ra lệnh một cách rõ ràng dứt khoát là không được bỏ chốt khi chưa có lệnh, nên tôi gặng lại: "Ông kêu rút hay lệnh của trên kêu rút?" "Trời đất bộ dẫn sao cha, cánh mình chuyển qua đánh mũi phía bên kia đường, kiềm hông để bên này cho C1 và tăng ở dưới quét lên, lệnh của tiểu đoàn đó." Tôi và thằng Cắt thăng thiên ra khỏi hầm còn nhanh hơn cả tên lửa ca chiều xa rời bệ phóng, lao theo người đồng đội C3 đến một căn nhà cạnh đường, nhìn lại phía sau chỗ hầm của tụi tôi giờ phủ một đống bụi khói trắng sau một tiếng nổ âm trời. Khi thằng Cắt theo những người tốp cuối băng qua bên kia đường thì tôi cũng rời vị trí đoàn hậu, vị trí làm nhiệm vụ phía sau bảo vệ đồng đội rút cảnh giới phòng địch đánh theo từ phía sau, lao nhanh theo họ. Vừa kịp qua đường xong, nhìn lại thì căn nhà chỗ tôi vừa ém lúc đoạn hậu cũng vừa bùng cháy lên do trúng đạn cối hay B41 gì đó. Theo kế hoạch thì cánh C2 và được C3 cùng tụi tôi bổ sung sẽ bố trí đội hình bên cánh phải đường theo hướng từ Sở Nô Un lên Cát Đai, kiểm giữ. Một mặt chờ C1 và tăng lên ngang sẽ cùng tiến. Một mặt chờ nếu bọn ca bên trái đường nếu giặt ngang thì sẽ đánh hốt trong tư thế có hầm và đội hình ổn định đánh quân vận động. Cái hầm mà tụi tôi tạm trú lúc nãy cũng là chiến tuyến những ngày hôm trước của C2. Phía trước hầm là một vạt cỏ tranh đã bị đốt cháy, chỉ còn lại là một đám tro đen và khét lẹt tanh nồng còng queo phía trước tụi tôi chừng 10 mét. Trời ạ, là một xác thằng lính ca. Tên này có lẽ là cái tên chạy hung hăng nhất, chạy nhanh nhất và đến được gần phòng tuyến của C2 nhất, và cũng ăn đạn nhiều nhất. Kết quả là dù cho hàng chục đợt xung phong sau đó thì bọn ca vẫn không thể nào lấy được xác tên này. Trời nắng, cái xác mau bốc mùi. Các bạn cứ tưởng tượng cái mùi chuột chết rồi nhân lên 10 lần thì sẽ phần nào cảm tưởng được cái mùi xác người chết nó như thế nào. Chịu không nổi, thế là một ông bên mình sáng kiến giải quyết bằng cách thử đốt cỏ tranh để làm món Cà Đỏ BBQ, món thịt nướng than hồng ngoài trời theo kiểu Mỹ.
Thế là bây giờ không chỉ là mùi tanh tưởi của xác chết bình thường nữa, mà là một mùi tanh khét lẹt, xộc vào tận óc mỗi khi gió thuận chiều về phía tụi tôi. Trong tình cảnh đó, trong đời lính, tôi thực tình chưa bao giờ lại mong sao mau mau được lệnh tiến công đến thế. Thế nhưng, chớ trêu thầy, cánh bên này lại im re, có chăng chỉ là những tiếng rít của đạn pháo, đạn cối từ phía sau, vút qua đầu chúng tôi mà dập về phía trước, xa về phía đội hình của bên ca. Tuy nhiên, phía bên kia đường thì tình hình lại khác hẳn. Phần câu chuyện đoạn này tôi không tận mắt chứng kiến, dù chỉ ở cách chừng khoảng vài trăm mét. Tôi chỉ xin ghi lại theo lời kể của những người trong cuộc. Có điều tính trung thực của câu chuyện thì các bạn có thể tin cậy được, vì đây là một chiến lệ, là diễn biến của một trận đánh thật với những đặc thù có tính tiêu biểu, được ghi nhận lại từ nhiều người trong cuộc, từ chiến sĩ đến cấp chỉ huy, tường trình được đánh giá, đúc kết một cách khoa học để làm bài giảng cho các trường quân huấn và thậm chí có thể được ghi vào quân sử nếu hết thời hạn giải mật hoặc xét thấy không cần giữ bí mật. Như đã kể ở trên, sau khi chúng tôi chuyển qua cánh phải thì ở cánh trái, nơi tập trung lực lượng của bên K, C1 với một phân đội xe tăng T-54, xe bọc thép M113 đã đánh ép từ dưới Sở Noun lên dưới những làn pháo 105 ly bắn chụp chân yểm hộ từ phía sau. Trong đội hình tiểu đoàn chúng tôi, D2, E Gia Định, C1 là đơn vị anh cả dày dặn nhất. Dàn cán bộ khung hầu hết là những chiến sĩ, cán bộ đã trải qua cuộc chiến tranh trước năm 1975 và người đội trưởng. Thiếu úy Nguyễn Anh Nhiễn, anh có một gương mặt hao hao như nghệ sĩ Thế Hưng, nhưng thật sự còn đẹp trai hơn. Vóc dáng tài tử, ăn nói bình thường thì rất nhỏ nhẹ tình cảm. Thế nhưng nếu gần gũi và nhìn kỹ thì ta mới thấy cái ánh lửa dũng cảm trong đôi mắt sáng, đôi khi lóe lên như ánh thép của anh ấy. Còn về phía bên ca, đối phương cũng là một đơn vị đáng tầm, nhất là về chiến thuật và sự gan lì để thực hiện kế chiến thuật đó. Tưởng chừng như chịu không nổi trước áp lực của pháo, tăng và C1 lên, một số lính ca đã phải bỏ tuyến hầm dọc trong hàng cây, nơi xuất phát hỏa lực dập tụi tôi hồi lúc bừng sáng, mà chạy lui về phía cầu Cát Đai. Thấy thế, C1 tăng tốc truy kích. Thế nhưng khi đội hình C1 vừa băng vào một đoạn trên cánh đồng lúa mùa vừa gặt xong, thân cây lúa mùa khá cao nên gốc rạ còn lại sau khi thu hoạch cũng còn cao hơn đầu gối, thì một đơn vị ca đã phục sẵn trong những hầm cá nhân đào lẫn giữa đám ruộng, bắt đầu nổ súng, đánh vỗ mặt vào đội hình C1 đang vận động giữa đồng. Bọn ca thật là tinh quái, đã tạo thế bất ngờ khi mai phục giữa cánh đồng trống và nằm im suốt thời gian chỉ để chờ với mục đích hốt gọn C1. Bên mình hoàn toàn thất thế, địa hình trống trải, cự ly quá gần, địch có hầm, ta không. Một số chiến sĩ đã dính đạn. Chuẩn úy L, đại đội phó, bị đạn sượt qua đầu, máu tuôn xối xả. Một số chiến sĩ đã phải nằm chúi xuống đất. Khoảng cách giữa hai bên đã quá gần cho mọi sự thay đổi điều chỉnh đội hình hay tháo lui. Anh Nhiễn lúc này đã có một hành động mà thực sự tôi không biết có thể dùng một khái niệm từ nào để chỉ cho xác đáng. Anh đứng thẳng người giữa làn đạn, vung khẩu K-54 lên trời, nổ liên mấy phát và hét to, ra lệnh cho chuẩn úy L, đại đội phó phải đứng dậy, vì anh thấy vết thương chỉ sượt qua ngoài da đầu, và hô mọi người xung phong thẳng vào đội hình của lính ca. Khí phách của người tướng chỉ huy trận mạc đã vực dậy tinh thần và tập trung sức mạnh của toàn đại đội. Mọi người đã đứng dậy xung phong theo lệnh của anh. Họ lao lên, nhưng anh thì ngã xuống khi phải hứng đến 4 phát đạn súng trường vào giữa ngực. Trung sĩ Lê Hoàng Sơn, trung đội trưởng, trung đội 1 khi đó đã nhận lãnh vai trò chỉ huy. Trong điều lệnh quân đội nhân dân quy định rằng, trong chiến đấu, nếu đại đội trưởng hy sinh hay mất khả năng chỉ huy, thì đại đội phó sẽ đảm trách. Kế đó là trung đội trưởng, trung đội 1, rồi kế là trung đội trưởng, trung đội 2, cho đến người cuối cùng. Và tiếp tục dẫn đầu đoàn đại đội xông lên, những người chiến sĩ của C1 đã thật nhanh tràn vào đội hình, bắn găm vào những tên lính ca còn chôn chân trong những cây hầm giữa đám ruộng cuối mùa. Toàn bộ đội hình của lính ca đều bị diệt tại chỗ. Một chiến thắng oanh liệt, nhưng sự hy sinh của người đại đội trưởng là quá lớn. Xác anh được các đồng đội đưa vào chiếc thiết vận xa M113 và đưa về tuyến sau. Vào buổi chiều hôm ấy, buổi chiều cuối năm, bóng chiếc chiến xa in trên nền cánh đồng lúa vừa gặt xong cuối mùa.
Vì một sự trúc trắc, mãi 20 năm sau, đến tận năm 1997, khi vị chỉ huy tiểu đoàn 2 ngày ấy, anh Ba Ca cấp trên trực tiếp của anh Nhiễn, cũng là anh hùng lực lượng vũ trang, được phong năm 1978 do thành tích trong kháng chiến, bấy giờ đảm trách cương vị tư lệnh quân khu 7, thì liệt sĩ thiếu úy Nguyễn Anh Nhiễn mới được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Quê anh ở Rạch Bắp, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, anh hy sinh ở tuổi 25 khi còn độc thân. Cha anh cũng là liệt sĩ thời chống Pháp, lúc đó anh còn một bà mẹ già. Cuối cùng, vị trung đội trưởng trung đội 1 Lê Hoàng Sơn trong năm 1978 đã được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Tác giả Funi 56. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.